Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 28 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình hoạt động công tác dân vận tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Dự chương trình có đồng chí Giàng Xeo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Với phương châm hướng về cơ sở, tại chương trình, ban tổ chức đã trao hỗ trợ kinh phí làm nhà đại đoàn kết cho một hộ nghèo, hỗ trợ 15 tấn xi măng làm đường liên gia, tặng đồ dùng sinh hoạt cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khám, tư vấn sức khỏe, tặng thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân, với tổng kinh phí thực hiện gần 200 triệu đồng. Bố mẹ cũng tuổi già, em và vợ em là lao động chính, chủ yếu là trồng sắn nên hôm nay được nhà nước hỗ trợ cho làm nhà đại đoàn kết thì gia đình em cũng rất vui, được nhà kiên cố thì gia đình em cũng không phải lo về mưa bão. Thiếu những cái lĩnh vực nào, những cái nội dung nào để đề xuất với các cơ quan đơn vị thì các cơ quan đơn vị là đều tạo điều kiện để phối hợp rất là tốt trong cái việc mà huy động các nguồn lực để giúp đỡ cho đồng bào, để từ đó là cũng tạo ra một cái môi trường gần gũi, chia sẻ và giúp đỡ đồng bào một cách hiệu quả nhất. Tại chương trình, các đại biểu và nhân dân cũng đã tham gia đổ đường giao thông nông thôn tại thôn Nậm Lầy với chiều dài 1 km, hướng dẫn 5 hộ dân thôn Nậm Lúc Hạ xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp, giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích vào năm 2024.